Bạn đã quá chán ngấy với những cần gạt nước làm bằng cao su kém bền, thời gian sử dụng của gạt nước cao su chỉ là 6 tháng, vì vậy dẫn tới chi phí bảo dưỡng xe rất cao. Đừng lo về vấn đề đó, hiện tại ô tô NTN đã cho ra mắt dòng sản phẩm gạt nước silicon cao cấp với thời gian sử dụng gấp 2 đến 3 lần so với cao su. Tính bền bỉ cao hơn 1,5 đến 2 lần là dòng sản phẩm gạt nước mới nhất và chất lượng trên thị trường hiện nay. Lưỡi silicon mịn hơn cao su, diện tích tiếp xúc nhiều hơn, ngăn không khí tốt và quét sâu gạt nước sạch hơn lưỡi silicon bền bỉ hơn cao su, chống mài mòn tốt và khả năng chống tia UV vượt trội. Khi đi ngoài trời mưa lâu ngày, lưỡi cao su khi gạt vẫn để động lại nước hoặc bị mờ kính do cao su đã bị chai cứng vì lâu ngày bạn không thay mới. Đối với lưỡi silicon bạn không phải lo về vấn đề bảo dưỡng vì chất liệu silicon mang tính bền bỉ rất cao, chịu nhiệt và thời tiết khắc nghiệt cực kỳ tốt trong khoảng thời gian dài. Với một sản phẩm vượt trội với nhiều ưu điểm kể trên thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay sở hữu ngay bộ hai thanh gạt nước ô tô silicon Nga hôm nay. Chỉ với 199.000 bạn đã sở hữu một siêu phẩm bảo vệ bạn và dễ yêu nhanh tay gọi 0963 310 044 để được đặt hàng chính hãng với giá ưu đãi nhất